Ở nhà mới rồi, năm vui không? Sao con mừng, tự ấy chứ mừng ngủ cũng không được luôn á. Mừng ngủ không được nhờ, luôn? Nhờ Mạnh Thường Quân mừng giúp đỡ gì cũng mừng biết chuyện nào mà nói. Dạ. Cũng như là mình chết đi sắp lợi đó, có thiệt vậy á. Dạ. Quá thế mừng luôn. Ông Năm để tay tự nhiên đi, khỏi tranh giành. Dạ, hôm nay cũng vào một cái thời gian này cũng muộn rồi. Thì Bùi Hồ có quay trở lại nhà ông Năm thầy thuốc á. Năm thầy thuốc Nam mà ở những cái video, ở video clip trước, Bùi Hồ có nhận được sự ủng hộ của Mạnh Thường Quân để giúp đỡ một cái máy ấm cho ông Năm như thế này. Ông Năm ở đây thì thông tin với cô bác, với anh chị, những cô bác, anh chị nào chưa xem clip thì ông Năm đây là trước đây làm nghề thuốc Nam. Và ông Năm chỉ sống một mình thôi. Chào ông Năm. Ông Năm nhớ con không? Nhớ. Ông Năm biết con tên gì không? Tên Hồ. Tên Hồ. Ông ngày ông Năm khỏe không? Cũng khỏe. Dạ. Rồi ở nhà mới rồi, ông Năm vui không? Sao con mừng, tự ấy chứ mừng ngủ cũng không được luôn á. Mừng ngủ không được nhờ, luôn? Nhờ Mạnh Thường Quân mừng giúp đỡ gì cũng mừng biết chuyện nào mà nói. Dạ. Cũng như là mình chết đi sắp lợi đó, có trời. Thiệt vậy á. Dạ. Quá thế mừng luôn. Ông Năm để tay tự nhiên đi, khỏi tranh giành. Mỗi lần á, giọt tùm lum hết trơn, rồi nó một rồi nó rớt trong này, rớt trong kia, chỗ nọ tùm lum đó la. À. Bây giờ làm cái gì là quá quý rồi. Dạ. À, bởi giờ hôm nay rồi, má ông cắt rồi, má ông tính làm cho tôi cái cửa sổ, hai cái cửa sổ. Rồi tôi cũng không chịu nữa, bị gì tu hành cửa sổ bỗng gì chỗ nó đẹp làm chi. Có ngôi nhà gì là hơn cha mẹ, là con mừng hơn cái gì hết trơn trời. À, cũng như là chết đêm sống lợi nó thiệt á. Mừng nội lắm, cắt cái nhà mà bữa đó nghỉ ăn cơm hết 2 ngày, xin nhỏ này chén ông sát cái coi trấn mừng chị. Hôm nay con thấy ông khởi sắc, gương mặt ông hồng hào lên rồi đó. Ờ vui quá. Bây rồi giờ nên là vui lắm. Không gầy thì ông còn tiền để mà xài không? Cũng còn, tính mua cái thùng mình sợ mua rồi mấy chú nó sao mà ở đây mà ông mua vậy, cái thùng gì đó. Cái thùng đựng nước á, đựng nước trong cục tiêu á. Dạ. Nhà cho phòng tắm á. Dạ. Với lại chú hứa cho cái quạt. Dạ. Ừ. Rồi cái tủ thờ thì ông Bảy ông hứa, ông Bảy cũng nói nha. Dạ. Chứ không phải là chú nói. Vậy là tủ thờ thì cũng có con hứa cho ông cái quạt đó phải không? Dạ. Rồi. Chứ cho cái quạt. Dạ. Vì hơn cái nhà thì nó gom lại nhỏ thì nó phải đợt rồi. Vậy mai con mua cho ông cái quạt. Dạ. À, cờ Long tin với cô bác của anh chị có hai vấn đề mà Bùi Hồ muốn giải thích với cô bác của anh chị khi mà cắt cái nhà trong năm như thế này. Thì thôi quên bổ con bổ mình khóa kia đây. Ông dẫn con vô nhà ông lại một lần nữa nha ông Năm ha. Dạ. Cho nó ngồi được không? Đó dạ. Đi. Dạ được rồi chú. Dạ đúng rồi, dạ. Đi nó đi. Coi chú này lại dạ, không. Thì ngồi đó chơi đây. Cho nó vui lắm lòng chơi vui dạ. Thôi. À, nhà hôm nay ở trong này sơn màu xanh đẹp ghê á. Ông Năm là không chịu làm cửa sổ á, có một số bà Mạnh Thường Quân cũng như một số bạn xem video clip nói tại sao không làm cửa sổ cho ông Năm. Thì ông Năm không chịu, đúng không Năm? Bởi vì mình tu mình làm cửa sổ chi cho nó đẹp lên chi. Ừ. Lỡ mai sao nó có hư không biết lấy gì đắp chỗ đó nữa. Dạ, đó. Ông có không thích cửa sổ ha? Không thích. Dạ. Bây giờ ham là ham chị. Có cái tủ thờ nó nhỏ cũng được. Ờ à, cái tủ này mục hết á hả? Mục hết trơn rồi. Cái tủ này giá đó, kiến nó giá nhiêu tiền? Không biết nữa. Ôi trời. Cái này người ta cho. Dạ. Nhỏ ngoài đó cho đó. Dạ, để đó đi nữa con xử. Dạ. Dạ. Rồi cái vấn đề thứ hai mà Bùi Hồ muốn giới thiệu cô bác quý anh chị đó là nhà vệ sinh. Ông Năm ơi, ông có để tại sao ông không xây cái bồn đứng mà ông lại bồn ngồi như thế này nè? Bị tôi có nói là mấy chú nó không, bây giờ làm đơn sơ thôi. Để mua một cái thùng
cái dạ. thùng như 70-80 lít 100 lít kia để đây dạ. còn cái chạy nước kia đây để múc dội này kia tắm rửa này kia nhưng mà con nghe nói là ông không chịu làm cái bồn cầu đứng hả? Không sao vậy? Ngồi không được, khó lắm. Hồi đó giờ không quen hả? Không quen, cũng có ngồi ở nhà thương cày ngồi không y luôn, ngồi đó trẻ cầu đi trong hai giò đó nè dạ nó hết trẻ ôi nói chuyện vui quá đó, thật là vậy. Ờ hôm nay ngủ đâu, êm ấm không? Êm ấm lắm rồi, không có miếng dột đâu. Cái mùng này cũ nè phải không? Hôm năm cũ quá dạ, rồi cũ, phải không? Cũ. Lát nữa con đưa cho ông cái mùng mới. Lâu à. Dạ. Mùng cũng cái năm rồi. Rồi không dài nước nó chạy vô chưa? Không, nó không có câu gì đó, nói nó câu nó không có không. Từ từ câu ha. Yeah. Mai mốt câu cho ông, để sống nước cực quá. Rồi tôi mới tính vậy. À, tôi mua cháo thức dây dạ. gắn từ đó vô trong này. Tôi có cái quan bự nè. Dạ dạ, đấy dạ. Nữa con nói với khỏi gắn ở sớm ở đây gắn cho ông. Hôm nay ăn cơm gì mà ông Năm mà có rau muống vậy? À, rau muống nấu canh chua sáng với tàu hũ. À. Còn này rau muống này, nhỏ cháo này lặt ra là tôi làm dưa chua cho nó. À, làm dưa chua cái cho tôi cháo ha. Rau muống này ông hái hay là ông mua? Nó hái á. Hái hả? Nó hái mãi á. Dạ. Vào nước trồng ăn đó. Dạ. Nhưng mà không có đồ rẫy thì có đồng hái nấu canh chua nấu canh ăn. Dạ. Rồi dạ. Hồi sáng canh chua đâu cho con xem với. Đâu rồi? Đâu rồi? Đây, đây. Canh chua tàu. Nào. Đó. Ồ. Là muốn nè. Canh chua tàu hũ chấm với nước tương ha. Dạ, với cái này là tương nhãn. Này là cái này tương nhãn. Còn là nước tương, nó cơm buổi chiều hấp là ăn. Nấu buổi sáng ăn buổi chiều luôn. Dạ, còn ngày ăn nay ông tốn nhiêu tiền? Không có tốn nhiều, mười mấy ngàn bạc à. Là nguyên ngày luôn? Là nguyên ngày á. Hôm trước là con đưa một số tiền, còn tiền đủ xài không? Cũng còn mớ. Cũng còn mớ. Cách mấy ngày mua thuốc tử, mua thuốc uống á. Được uống. Sợ cái vụ thuốc uống dữ lắm các bạn. Dạ. Vì không có ai sai nữa. Nhỏ này đi học đã. Chưa có nóng không Năm? Nóng, trưa nóng lắm à. Trưa nóng ha. Dạ. Yeah. Nhưng mà gió mà trước này nó có lộng vô không? Vô. Vô vô, vô tới buồn. Nhưng tới mà buồn. Gió trước mát không? Mát. Ở trước thì phải ra ngoài chứ ngồi đây nó cũng hơi đực nữa. Còn nó buồn nhưng mà mát. Dạ. Nó buồn ăn sao gió tới. Dạ. Bị ở Nam nè. Ăn sao gió tới. Dạ. Thôi mát kia là ngon rồi. Dạ. Giấc mơ thành hiện thực có... trời. Ông Năm nói quá chi. Ước mơ được cái nhà thì có cái nhà quý quá thay. Cũng nhờ Mạnh Thường Quân. Dạ. Đó. Bởi tôi cũng cầu chúc lên trên gia phù hộ độ cho Mạnh Thường Quân được mạnh lành. Dạ. Làm ăn đâu phát đạt đó. Để mình làm giàu có với họ là bố thí cho nhân dân. Dạ. Có lời nói tôi vậy rồi có bao nhiêu thôi. Năm nhưng mới con chúc Mạnh Thường Quân tết cũng gì năm không? Mới chúc chứ phải mà làm những gì cho như ý. Ờ đây là thuốc Nam đấy hả ông Năm? Dạ thuốc Nam. Thuốc này thuốc gì ông Năm? Cỏ xước. Cỏ xước hả? Dạ. Cỏ xước này trị bệnh gì ông Năm? Nhức mỏi với lại quê quái. Dạ. Ông còn nhớ bốc thuốc này ngày xưa mà ngày có ông mà. Còn lá đu đủ này thì trị đủ thứ. Đâu không? Lá đu đủ chứ. Này lá đu đủ này ông phơi luôn ha. Dạ. Trị nó là trị nám phổi với lại trị khô phổi. Cái cách uống sao ông Năm? Cách uống thì là chặt ra thì để vô nồi à. Vậy là mình để vô nồi được chưa? Dạ được. Dạ mình rửa lại ha. Thôi khô rồi. Để vô nồi mình đổ nước vô rửa sơ rồi cái bắt đầu thì đổ ra. Đổ ra là đổ vô ba chén nước cái sắc uống. Đổ vô ba chén nước sắc uống. Dạ, ba chén nam còn... phổi. Dạ, nó trị nam phổi hay lắm. Với lại khô với là phổi. Khô phổi. Dạ. Đồ uống này là mấy hả? Người khô phổi lắm phổi đồ uống này hay dữ lắm. Dạ. Dạ. Cái lũng phổi thì không được. Đúng lũng phổi phải có mật ong. Với sáp mật ong. Lũng phổi thì mật ong với sáp mật ong. Sáp mật ong. Dạ. Cái sáp nó hai đầu á. Dạ. Đó, uống cái này luôn. Không uống cái này không cần uống cái này. Uống riêng. À mật ong với lại sáp mật ong hai cái à. Còn cái này mình để mình uống thay nước được không? Thay nước uống hoài là hơi nóng. Dạ. Cái này thì hơi nóng. Mà dạ. Mà lâu lâu cũng như uống giật cũng uống lá một hà. Dạ. Lá một thì mỗi ngày uống lá một hà uống lá thì nó giữ cho cái phổi mình tốt đẹp. Mỗi ngày mình uống lá thôi. Lá thôi. Một lá với lại 3 lít nước. Dạ. Ba chén nước. Ba chén nước. Đâu ba chén chứ. Ba chén. Chắc lại còn chén. Ừ, vậy mà ông Năm cũng còn yêu nghề ghê ha. Dạ. Ở trong nhà ông thì hiện nay ngoài củi ra với lại những cái lá cây mà làm thuốc thì là con thấy cái kia là cái gì? Cái đó là trị quệ quại hay lắm mà. Quệ quại cái lá gì con quên này. Cỏ xước. Cỏ xước với lại lá đu đủ là làm ở thuốc. Ở trong thuốc bắc kêu ngô tắc.
ngô tất. Dạ. Là cái này ông làm cho ông... Mấy cái này trong phía Bắc có hết trơn à? Dạ, ông xin người ta hay sao? Không, kiếm ngoài đồng vậy đó. À, không phải, ý con nói lộn là người ta... Ông làm cho người ta lại người ta xin ta uống hay sao? Không, cái này tôi làm nó tôi uống. Rồi nếu mà khi nào như bệnh gan hoặc là mấy bệnh gan mà sơ gan đó. Dạ. Nếu mà chỉ trị không hết á, thì lại đây tôi chỉ gì vậy kia. Rồi hết luôn? Hết. Mời người có thể là cứu được 3, 4. Là bệnh sơ gan hả? À, bệnh chết á. Dạ. Sưng mình, sưng mẩy, sưng mặt, sưng tay này kia đó. Thì cái việc chỉ ở đây tôi chỉ về nhà kiếm đủ thứ. Nó 21 vị. Nó là vị uống sổ ra tiểu tiện. Rồi nó sổ chắc mà sưng phù thủng mình đó. Phù thủng. Hay lắm. Bây là... giờ bỏ cái ngày đó, giờ tôi còn tiếc cái ngày ra. Dạ. Bây giờ là đau gan nhiều nữa chứ. Dạ. Khó trị chứ. Dạ, mà ông trị được. Dạ. Gan chi huy cũng vậy. Mà gan chi huy trùng á, tại vì họ uống thường xuyên á, thì cây chó đẻ đang cưa á. Dạ. Thì mỗi ngày cứ sắc thang uống riết có thể hết chi huy trùng. Dạ, cái đó hợp là uống hết á. Dạ dạ. Chi huy B, chi huy C. Dạ, còn gan kia thì ông chỉ 21 vị thuốc luôn. Còn gan mà sưng mình sưng mãi á thì phải lại đây mới được. Phải lại ông Năm. Dạ, năm mà tôi nhớ gì nào mà tôi biên theo gì đó. Rồi cho người đó tự về kiếm. Dạ. Là kiếm đó là kiếm ở đâu ông Năm? Kiếm ở tiệm thuốc hay sao? Không. Kiếm ngoài đồng nha. Đi ra đồng kiếm luôn, tự dạ. Kiếm được luôn. Dạ. Ồ hay quá. Dạ. Hôm nay là ông Năm chia bài thuốc trị gan, trị phổi ha. Mạnh Thường Quân nào mà có cô bác quý anh chị nào mà có có muốn thì có gì thì cần tìm đến ông Năm. Dạ. Dạ. Ừ. Rồi. Cái bệnh gan mà đơn sơ cũng như vàng da, vàng con mắt thì không có gì lạ, chỉ cây bằng biển thôi, cây bằng biển, cây bằng biển mọc của ba cao bàn. Chứ không phải bằng biển nha. Dạ. Bằng biển thì thân cây nó bự như vậy. Dạ. Còn bằng biển thì nó cũng như là cây rau rắc. Dạ. Nó như là dừa tư á. Dạ. Đâm cho nhừ bóp chung dừa tư uống nội trong hai trái là hết vàng. Ồ. Hiểu vàng. Còn nếu mà có đai máu, oan máu, yết máu thì tôi chỉ có hai vị à. Dạ. Có mật với lại lọ chảo. Cái đó trong thuộc Bắc có. Lọ chảo nồi mình hả? Dạ dạ, cái lọ chảo mà chiên củi á. Chụm củi mới được. Dạ. Mà cái đời này là không có lọ chảo đấy chứ. Có tôi có thôi chứ không có đầu có. Chụm lọ ga con vì sao có lọ. Dạ. Nó vậy đi. Khổ. Chứ cái lọ chảo là hay lắm. Dạ. Trong đây. Khi mà bị máu đứt thì phổi rồi ói máu. Nói chung là bây giờ thì ông vẫn còn yêu nghề. Dạ. Đến giờ già về hưu vẫn còn yêu nghề. Bây giờ còn nghề duy nhất là người ta lợi là phán giờ, phán một. À, bất cứ là giờ gì là đều tôi phán hết á. Phán giờ. Phán giờ. Dạ. Giờ gì cũng hết á. Ờ hay á. Giờ thì có 5 tiếng giờ. Ôi. Giờ lỗ, giờ đông xương, giờ giá căng, giờ voi, giờ thường. Ông phân biệt hết luôn. Dạ. Mà có ba cái giờ chết à. Dạ. Giờ giờ lỗ, giờ đông xương, giờ giá căng. Ba thứ đó là để lâu là chết à. Ồ. À, đó là chết. Ông nhìn là ông biết giờ tôi, dạ. Ông nhìn là ông... Nhìn là biết giờ ăn là vậy à. Dạ. Biết giờ đó đó. Dạ. Trong 5 cái thứ giờ. Ừ. Bởi như giờ mà trị ba nhiều khi nó chỉ như gặp giờ với khăn mà nó mới vừa nổi một đây bắt đầu hôn bẻ công lạc đo bắt đầu ra chơi hai mụn điện chấm một ngày một muốn giáp bụng luôn nhưng mà nó nhát mình ít khi nào giáp lắm nếu giáp toàn bụng gì rồi chết luôn chết. Ừ. Như cái thằng này là vợ trong thương đó bây giờ đi đâu có được. Dạ. Mà nó cũng hên à đủ nhà thương ở đó chợ rẫy chạy luôn chở đem về nên xong nó đi qua ông thầy bển nó đã biết tôi phát giờ rồi mà chưa biết phát giờ đó nó là giờ trong xương giờ cái đít này đâu còn muốn hết trơn cái này. Ôi. Đi qua ông thầy bển làm có 3 ngày rồi. Ồ ông Năm trị mấy cái bệnh hay quá luôn á đó. Phải nói là ông Năm là tuyệt vời rồi. Bây giờ phát đừng phát cả đống kìa. Nó tôi phát là bằng lá chuối á. Vậy đó. Dạ. Lá chuối nếu chừng nào khô là giờ hết. Dạ. Dạ. Tuyệt vời.
Ôi vậy người ta bệnh là hiện nay người ta bệnh là ông Năm vẫn lại dạ vẫn làm luôn không Năm? Có một cái là bệnh gan và chỉ thuốc là kiếm khó ở Vĩnh Hưng nhiều. Vĩnh Hưng muốn nội thuốc gì gan nó muốn giáp ông Năm là làm ngày này nhiêu năm mà con quên mất tiêu rồi? Gần 50 rồi. 50 năm. Dạ, gần 50 năm. Dạ. Là 22 tuổi mà thành nghề hết thảy là 28 tuổi tới bây giờ. Dạ. Nếu thành nghề á. Bây giờ 73 rồi. Mà dạ. Tôi nghĩ năm nay cũng 3-4 năm rồi. Dạ. Mà cáp quá dạ. Mà nó. Rồi. Hôm nay thì con đến thăm ông thấy ông cái năng lượng tràn trề. Ông nói câu là giống như là chết đi sống lại khi mà được cái nhà như thế này. Nói chung là con rất là vui khi thấy hôm nay thấy ông Năm. Cái tiền bạc có... không thành vấn đề, dạ, không có đặt muối. Dạ. Mà ngã con cái mưa dột. Trời dạ, ơi. Rồi ba ông mối ông ăn. Sống ghiền. Dạ. Ý ông Năm á, thì tạo nghiệp ổng là ổng nói là sự thật. Dạ. Tao nói là cái gì tao nói thiệt sự thật. Là ổng nghe thắng. Dạ. Thì có sao nói vậy. Dạ. Thì tao nói cái sống ghiền tao nói. Dạ. Nay tao nhậu rồi xin rồi tao nói. Lấy ra tàu nghiệp mày quay phim là tàu nghiệp ổng. Dạ, có nghĩa là ông Năm nghe thẳng ha. Rồi, rồi cảm ơn nhiều, chú. Có nhiều, nói nhiều à. Nói nhiều hơn bớt. Chia sẻ vậy đi cho nó, rồi, mọi người biết. Dạ, rồi con cảm ơn chú. Thì ông Năm ơi. Dạ. Hôm nay con đến đây, ông con gặp ông vậy là con vui rồi. Ông vui không? Vui chứ, sao ông vui. Ông gặp con không vui không? Vui. Nói nhiều không? Người đã đi đến nhà quay phim làm phước mà không vui chứ được. Bị gì trực tiếp. Dạ, nói còn mấy người mạnh thường quân thì nó ngay cũng ở xa xôi chứ đâu có gần dạ, như chú được. Dạ. Hôm nay cũng chắc con với ông cũng có một cái duyên thành dạ. Thử là có cho hai ông cháu gặp nhau. Dạ. Mặc dù con đi rất là nhiều nơi nhưng mà con đi tìm rất là nhiều hoàn cảnh, hôm nay thì cũng tình cờ biết được cái duyên ông thì đến nay thì cắt được cái nhà như cho ông như thế này thì con rất là hài lòng. Dạ. Rất là yên tâm khi cho ông ở trong một cái mái nhà như thế này. Dạ. Và đặc biệt thì chắc con cũng thay mặt Mạnh Thường Quân cảm ơn Mạnh Thường Quân rất là nhiều. Dạ. Thì hôm nay đến lần này đến đây thì con quay cái clip này cũng có một số Mạnh Thường Quân hỗ trợ cho ông thêm dạ. tiền dạ. để ông có tiền ông chi ăn uống rồi đó. Dạ. Thì hôm nay con sẽ xin phép ông con công bố cái số tiền của Mạnh Thường Quân. Dạ. Ha. Vậy cũng một hợp. Dạ. Thì ông Năm ơi, hôm nay thì con sẽ công bố số tiền của Mạnh Thường Quân ủng hộ cho ông Năm ở cái đợt 2 này sau cái đợt cất nhà. Thứ nhất là chị Trang ở Đài Loan ủng hộ cho ông là 1 triệu đồng. Dạ. Dạ, chị Yến ở Sài Gòn ủng hộ cho ông là 500 nghìn đồng. Dạ. Chị Lê Thị Lệ ở Sóc Trăng ủng hộ cho ông 1 triệu đồng. Dạ. Một Mạnh Thường Quân có tên là Lách Lanh Khô Lâm ở Úc ủng hộ cho ông, nhà con mua đồ cho ông thì con mua với dạ. số tiền là 483.000 đồng. Dạ. Đó thì con sẵn luôn đưa ông là trích cái số tiền của chị là 500.000 đồng. Dạ. Của cô, của Mạnh Thường Quân là tên là Lách Lanh Khô Lâm ở Úc. Không biết là đọc có đúng hay là sai, đọc tiếng Anh. Đọc tiếng Anh dở quá. Thì cái số tiền của con là hôm nay là tiền là tổng cộng là 3 triệu đồng. Dạ. Thì trong đó Mạnh Thường Quân tên là Lách Lanh Khô Lâm ở Úc á thì có nhờ con mua cho ông một cái mùng thật tốt. Con dạ. nói là mắc nhất là con mua. Dạ, dạ, dạ. Cái mùng này là thay thế cái mùng cũ cho ông. Dạ, mua Phật. Một hộp mì chay 30, một thùng mì chay 30 gói. Dạ. Mà loại này thì ông ăn đến một tháng, mỗi ngày ông ăn gói. Nhưng dạ. mà ăn ít thôi, ăn nhiều nóng mô lắm. Phật. Dạ. Không ăn nhiều nữa. Dạ. Rồi, ở đây thì có dầu ăn. Dạ. Dầu ăn loại này là loại tốt luôn á. Dạ. Chị cứ dặn con á là mua loại nào mà tốt nhất cho ông đó. Yeah. Đó dầu ăn mô Phật đó, nước tương đó. Yeah. Rồi nó có tặng cho mình cái này nữa nè, tặng cho mình hạt nêm mà không biết đó. Này là đường. Yeah. Bột ngọt với lại gạo này là gạo đặc biệt luôn á không nè. Yeah. Gạo này là bình thường á là ăn khoảng 10.000 ký thôi, ông ăn gọi gạo bao nhiêu tiền một ký? Còn một chục ký là gần 100 đó. Còn này là 98 ngàn. Còn này là chục ký này là 200 ngàn. Dạ. Loại tốt, đặc biệt, cho ông. Quá tốt, cái đó quá tốt. Quá tốt. Dạ, dạ. Rồi, đây là cái số này, lát nữa con ghi vô cho ông nha. Dạ, dạ. Rồi, xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân đã ủng hộ cho ông Năm. Bây giờ con sẽ trao lại cho ông, còn dư lại là 2.517.000 đồng. Dạ. Con mua hết 483.000 đồng nè.
chết rồi, máy hết pin nữa con thay pin cái. Mua. Dạ, bây giờ thì cái quạt ngày mai con lên mua cho ông. Dạ. Nha. Dạ, dạ, con, dạ, dạ, dạ. Con hứa với ông cái quạt là ngày mai con dạ, con dạ, dạ. mua cho ông. Con dạ. hứa rồi, quên mất tiêu đi. Dạ. Đâu quá. Rồi, hôm nay thì còn lại cái số tiền Mạnh Thường Quân trao cho ông là 2.517.000 đồng. Dạ. Thì bây giờ con sẽ trao cho ông 2.600.000 đồng nha. Đây, 1.000.000 con gửi ông. 2.500.600 Dạ. Con gửi cho ông năm. Vậy là tôi cũng cảm ơn Mạnh Thường Quân mô Phật cho quý vị nha. Dạ. Sống lâu để mà có làm phước làm gian này kia cho ba gia ba tánh. Nếu là phước vậy là phước nhiều tiên cảnh lên dài mà tội nhiều mà sai lạ nhiều ngày tới tới phước nhiều phước đức quý hơn bạc vàng những người bạc ác vào sáng hết chị ha. Phước nhiều tiên cảnh lên dài tội nhiều cho con đọc, cho con đọc đồ thêm cái được không, ông đọc câu trước con đọc phước sau. Nhiều tiên cảnh lên dài phước nhiều tiên cảnh lên đài lên dài lên gài dạ dạ tội nhiều xa đọa xa đọa nhiều ngày thảm thê nhiều ngày thảm thê phước đức quý hơn bạc vàng phước đức quý hơn bạc vàng những người bạc ác giàu sang ít gì à những người bạc ác giàu sang ít gì đó là nè ông Phật ông nói à dạ chứ không phải tôi chết lạc ra rồi đó à. Bởi như mấy chú đây để chú nghe câu này dạ. Việc nhà quý bạn đã xong hiệp nhau làm phước rõ lòng hiền nhân dạ. Là sao nghĩa là sao bởi vì mình làm việc nhà của mình xong rồi nên mình vụ qua tận ba tận bảy này kia anh em xúm lại ra làm phước cho thiên hạ dạ đó. Xong việc nhà thì đi làm phước dạ xong việc nhà rồi cũng đi làm phước cho thiên hạ dạ ừ. Hôm nay thì đến đây á thì cũng trao số tiền cho ông Năm thì Bùi Hồ xin thay mặt cô bác quý anh chị cảm ơn thay mặt xin lỗi Bùi Hồ xin thay mặt ông Năm nè. Chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị đã luôn đồng hành cùng Bùi Hồ cũng như là ủng hộ ông Năm đến thời điểm này. Chắc có lẽ là con sẽ công bố tất cả Mạnh Thường Quân thêm một lần nữa nha ông Năm nha. Dạ, năm dạ. cái rồi sau này rồi tới Tết rồi thử dạ. là ông Năm có thể gửi một cái lời chúc nào dạ, đó dạ. Bùi Hồ xin thông qua tất cả danh sách Mạnh Thường Quân cho ông Năm là anh được ở Hồng Ngự Đồng Tháp là 2.000.000 đồng, chị Xuân là Việt Kiều Úc 1.500.000 đồng, cô Linh Trần ở Mỹ là 1.100.000 đồng, cô Tiết Việt Kiều Úc 3.000.000 đồng, cô Huệ Việt Kiều Mỹ 500.000 đồng, Linh Trần là 2.000.000 đồng, Trí Nhân Việt Kiều Mỹ là 10.000.000 đồng, cô Diệu Quả Pháp là 1.500.000 đồng, cô Diệu Hương Pháp là 4.500.000 đồng ở đợt 1. Ở đợt 2 là chị Trang ở Đài Loan 1.000.000 đồng, chị Yến ở Sài Gòn 500.000 đồng, chị Lê Thị Lệ ở Sóc Trăng 1.000.000 đồng, Lách Lanh Khô Lình ở Úc 500.000 đồng. Thì tổng cộng số tiền này là 3 triệu dưới này 26.000.000 mấy đó. Thì nó cũng ra nhiều tiền á. Nó ra nhiều tiền, ba cũng 30 triệu, gần 30 triệu đó. Yeah. Hết trơn luôn á. Nha. Dạ. Vậy là mô Phật. Đó. Rồi sống đây nè, tới Tết là khỏe đó. Dạ. Rồi bây giờ ông Năm nói là có chúc Tết là gì không? Dạ bởi vậy. Bởi anh em Mạnh Thường Quân giúp đỡ cho tôi thì tôi hôm nay tôi cũng chúc Tết cho Mạnh Thường Quân được làm chuyện gì đâu mà như ý muốn của mình, sống đâu để mà làm phước cho những người nghèo khổ này thêm nữa, thì càng làm phước chừng nào thì càng thành tiên gì nấy, nó có như vậy đó. Ông Phật cũng nói dạ, dạ. Mà làm phước á thì gặp phước dạ. Rồi con chú thì, nói gì? Nói như cũng cảm ơn Hành Quân là như giúp Mạnh Thường Quân, dạ. Mạnh Thường Quân là giúp ngày năm thì cứ mà đồng tiền mùa hôn nước mắt mà có chung vui giúp ngày năm thì có mình có sức tiền mùa hôn nước mắt mà có ngày là càng là mình có giúp đỡ là có ngày là mình kiếp sau cũng giàu nữa. Dạ. Chúc thành chúc sức khỏe. Một lần nữa thì cũng là ngày hôm nay là ngày 31 tháng 12, xem được clip này chắc có lẽ là ngày 21 hai tay Bùi Hồ sẽ đăng lên. Thì nhân những ngày năm mới như thế này thì Bùi Hồ và xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị là Mạnh Thường Quân trong nước cũng như là ngoài nước. Lời chúc đầu tiên sức khỏe, dồi dào sức khỏe, an khang thịnh vượng và đặc biệt là gia đình hạnh phúc. Dạ con xin chào và xin chào giúp Hàn Quân Mạnh là giúp hết những nào là phải thành công và phải giàu nữa. Dạ, dạ. Con cháu dạ. giàu nhau rồi. Rồi bây giờ ghi vô cái này.